Xin chào các khán giả thân yêu của Mọt Hoa Ngữ. Các bạn thân mến, các bạn có phải là fan của những bộ phim cổ trang Hoa Ngữ, đặc biệt là những bộ phim cổ trang xuyên không hay không? Nếu các bạn cũng là fan của những bộ phim cổ trang xuyên không của Trung Quốc này thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay thì Mọt Hoa Ngữ sẽ giới thiệu tới các bạn top 10 bộ phim xuyên không cổ trang của Trung Quốc hay nhất từ trước đến nay, đặc biệt là sẽ có những bộ phim mới nhất trong năm 2021 này. Và các bạn có tò mò muốn biết đó là những bộ phim nào chưa? Nếu có rồi thì chúng mình hãy cùng còn chờ đợi gì nữa, đến với video ngày hôm nay thôi. Một, Song Thế Sủng Phi phần 3. Song Thế Sủng Phi đã kết thúc viên mãn như vậy rồi, rốt cuộc phần 3 sẽ có nội dung như thế nào? Phần 2 chủ yếu là xoay quanh câu chuyện tìm mọi cách để cặp đôi được đoàn tụ mà hoàn toàn không hề có đại chiến với ma đế. Kỳ lạ thay khi tiểu đàn ở phần này thì không còn là túc chủ của Trấn Hồn Châu mà là một người hết sức là bình thường. Cho tới khi sự ra đời của tiểu bảo bối Doãn Nhi khẳng định cậu bé đã được thừa kế và lựa chọn làm túc chủ mới của Trấn Hồn Châu. Mọi thứ càng rõ ràng hơn khi tới ngày đầy tháng, Doãn Nhi không chọn thứ đồ chơi nào ngoài ly hồn tiêu, thứ thuộc về túc chủ Trấn Hồn Châu. Ngay lúc đó, cũng xuất hiện một thế lực đen tối nhắm vào cậu bé với mưu đồ là chiếm đoạt cả hai bảo bối quan trọng này. Kết phim dừng lại ở đó, chứng tỏ Song Thế Sủng Phi phần 3 sẽ là quá trình vợ chồng Mạc Liên Thành và Khúc Tiểu Đàn có thể dùng mọi cách để bảo vệ con trai duy nhất, chống lại thế lực của ma đế. Có lẽ phần 3 sẽ thể hiện rõ ràng tình cảm gia đình và sự gắn kết của bộ ba Mạc Liên Thành, Khúc Tiểu Đàn và Doãn Nhi. Cả ba đều ở Đông Nhạc và cùng đối mặt với ma đế, nên có thể sẽ không có màn xuyên không nào nữa. 2. Khánh Dư Niên phần 2. Trương Khánh là một sinh viên đại học chuyên ngành văn học sử, cậu quen thuộc với nhiều cổ điển kiệt tác nhưng lại phân tích các lý thuyết của văn học cổ đại bằng khái niệm hiện đại. Điều này đã không được giáo sư Diệp tán thành. Vì để biến giáo sư Diệp trở thành cố vấn tốt nghiệp cho mình thì Trương Khánh đã quyết định trình bày về những quan điểm, ý tưởng của mình bằng cách viết tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết này có một cậu thiếu niên tên là Phạm Nhàn, từ nhỏ đã cùng bà nội sống ở Đạm Châu. Cho đến một ngày có một người tự nhận là sư phụ của cậu xuất hiện thì cuộc sống yên bình bỗng chốc đã trở thành nhiều nguy cơ và thử thách. Dưới sự chỉ dẫn của vị lão sư thần bí cùng với một người bịt mắt đã bảo vệ cho cậu từ nhỏ rồi, Phạm Nhàn đã quen thuộc với các loại độc, tu luyện bá đạo chân khí và tiến vào con đường võ nghệ, rồi lần lượt giải quyết nhiều nguy hiểm. Tò mò về thân thế thật sự của mình thì Phạm Nhàn đã rời Đạm Châu và đến Kinh Đô. Ở đây thì Phạm Nhàn đã nếm trải mọi sự ấm lạnh của nhân gian và càng giữ vững lòng tin với chính nghĩa hơn, lương thiện và viết nên một huyền thoại vẻ vang trong cuộc sống. Thiên Kim Háo Sắc phần 2. Thiên Kim Háo Sắc phần 2 nối tiếp phần 1 kể về nữ chính Lâm Lạc Cảnh vô tình xuyên không vào thế giới game ảo đã trở thành thiên kim tể tướng, sau đó thì đã được ban hôn nhưng lại không biết đây chỉ là bắt đầu cho một âm mưu thâm độc mà thôi. Và cách duy nhất để trở lại thế giới hiện thực đó là cô buộc phải đóng vai trò chủ đạo trong một trò chơi. Trong quá trình thực hiện trò chơi đó thì Lâm Lạc Cảnh bất ngờ rơi vào lưới tình của năm chàng nam tử mà trong số đó Vương Trung Vô Mị đã đánh cắp trái tim của cô Thiên Kim Háo Sắc này. Câu chuyện Thiên Kim Háo Sắc từ đây đã được bùng nổ ra khi phải đối mặt liên tục với tình cảm của nhiều nam nhân khác nhau và trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Lâm Lạc Cảnh thì dần đã thấy rõ tình cảm của chính mình, nhưng bất kỳ ai cũng rơi dần vào cái bẫy vướng mắc của triều đại cũ và bí ẩn về cuộc đời, càng nguy hiểm càng đáng sợ, nhưng hiểm tượng hoàn sinh. Tại thời điểm giữa sự sống và cái chết đó, thì vị Thiên Kim Háo Sắc sẽ chọn ai và chọn như thế nào là câu chuyện ở phần 1 rồi. Ở phần 2 lại tiếp tục mở ra một chương mới cho câu chuyện của nàng khi phải đặt vào tình cảnh khó xử hơn trước nữa, buộc nàng phải giải quyết. 4. Ở rể. Ở rể kể về chàng rể Tô Gia là Ninh Nghị, một ông trùm đầu tư tài chính bỗng xuyên không về thời cổ đại, trở thành chàng rể vô dụng của nhà buôn vải họ Tô. Ninh Nghị đã quá chán nản mệt mỏi với chuyện đầu tư kinh doanh nên đã quyết định sẽ sống cuộc đời buông thả và lười biếng. Nhưng cuối cùng, bệnh nghề nghiệp đã khiến cho anh không thể bỏ mặc việc kinh doanh, dần dần làm nên việc lớn. Phu thê Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đã cùng nhau dựng nên sự nghiệp, khuynh đảo thương giới, trở thành phú hộ giàu nhất Giang Ninh. Trong phim, Tô Đàn Nhi Tống Giật thuộc dòng cả của Tô Gia, cha nàng là huynh trưởng trong nhà nhưng lại chỉ có mình đứa con gái là nàng thôi. Hiềm vì thân phận nữ nhi, Tô Đàn Nhi muốn được ở lại Tô Gia thì phải tìm người ở rể. Cha con nhị thúc Tô Trọng Kham và Tô Văn Hưng thì vẫn luôn luôn thèm khát gia sản nên đã liên tục gây khó dễ cho Đàn Nhi.
Từ một chàng rể an nhàn ban đầu, y dần dần đã gánh vác ngày càng nhiều trách nhiệm hơn, giúp Tô Đản Nhi gây dựng sự nghiệp, lại còn giúp đỡ bạn bè thân thích hoàn thành lý tưởng của mỗi người, cứu tế cho những người khốn khó. Về sau đối mặt với quốc gia đại sự, bọn họ đã vượt qua hiểm cảnh, dùng dũng khí và trí tuệ để bảo vệ thành. Từ một chàng rể mới chỉ lo thân mình thôi, trở thành một người suy nghĩ vì thiên hạ. Không chỉ Linh Nghị mà những nhân vật khác cũng đều trưởng thành và cống hiến sức mình vì thời cuộc. 5. Hoàng hậu công lược. Hoàng hậu công lược kể về cô gái Lương Vi Vi, khoa thể dục có sức mạnh kỳ lạ đột nhiên đã xuyên vào bộ phim thần tượng cổ trang mà đàn anh khóa trên của cô, thần tượng nổi tiếng Cảnh Thanh đóng chính. Cô đã trở thành nhân vật phế hoàng hậu, bị định là sẽ chết ngay trong tập 3. Để có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn chết đi sống lại, cô quyết định nghịch chuyển vận mệnh, trở thành nữ chính luôn, tranh đoạt sủng ái của hoàng thượng và mở ra một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, kỳ ảo với hoàng thượng. Người tình vượt thời gian. Người tình vượt thời gian đã kể về nhà văn ngôn tình hạng 3 Lý Xuân Hỷ, đột nhiên đã bị tai nạn xe hơi. Sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã trở thành tiền chăn chăn, cô ấy không chỉ bị mất đi trí nhớ mà còn hay bị chi phối bởi những lời bộc bạch khó hiểu, thực hiện những hành động như là một trà xanh dụ dỗ ông chú Âu Dương Thần. Âu Dương Thần thì theo đuổi tiền chăn chăn theo cách của một tổng tài bá đạo, nhưng chàng trợ lý nhỏ Lục Ly thì đã dần dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng tiểu chăn chăn rồi. Thế nhưng, một Lục Ly nhìn có vẻ rất đơn thuần lại mang trong mình hai thân phận. 7. Vận mệnh kỳ diệu. Vận mệnh kỳ diệu đã kể về Lý Phúc Châu, là một người thiếu nữ học trà cổ linh tinh quái, ngẫu nhiên lạc vào nước Vân Lai nghèo khổ trong thế giới truyện tranh, được người dân nơi đó nhầm tưởng đó là thiên nữ từ trời giáng trần mà hưởng lễ ngang với thiên tử Vân Dịch. Nàng muốn dùng học thức nông cạn của mình để có thể giúp cho đất nước Vân Lai trở nên giàu mạnh hơn, nhưng lại vô cớ bị cuốn vào trận đấu giữa quốc sư mang dạ tâm sôi sục và thiên tử bù nhìn Vân Dịch. Nàng đơn thuần, hiền lành, trở thành bánh quy có nhân, rơi vào tình thế khó xử. Do vậy thì nàng còn hiểu được chỗ xấu của sự thiếu hiểu biết và tầm quan trọng của học tập. 8. Thú cưng của tôi. Nội dung bộ phim Thiếu tướng quân thú cưng của tôi ở nước Thanh Khâu, bên hồ Thanh Sơn của vùng Giang Châu thì có một tiệm thú cưng của bà chủ dễ thương tinh nghịch, đó là Tô Tiểu Hà. Cô ấy tình cờ nhặt được một viên lam hồn châu đánh thức hoàng tử mèo đến đi quy tinh cầu. Hoàng tử mèo hóa thân thành soái ca ngôn tình, cộng thêm với vẻ ngoài thần bí với tên gọi là Mạc Tu Nhiễm. Cả hai đã cùng ký kết về một bản khế ước nô bộc, mở ra một câu chuyện tình yêu nhân thú xuyên không vũ trụ, đánh bật mọi giống loài, cùng khám phá ra những bí mật sau màn sương. 9. Phim Thả Thính Phượng Minh. Phim Thả Thính Phượng Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Y Hoàng Hậu của Tô Tiểu Noãn. Bộ phim Thả Thính Phượng Minh đã xoay quanh thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ bị kẻ thù đó là Tả Thanh Loan đã lên kế hoạch ám sát, khiến cho nàng phải mất đi dòng máu chân chính của Phượng Hoàng và trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành Đông Y Mạnh Viện vì là một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên đã tỉnh lại dưới thân phận là Phượng Vũ. Từ đây thì Mạnh Viện đã dùng sự thông minh và kiến thức Đông Y ở thời hiện đại của chính mình để có thể bảo vệ cho người nhà ở một thế giới khác. Nàng gặp gỡ và viết nên câu chuyện tình yêu vô cùng hài hước và đầy sự ngọt ngào với thánh tử Quân Lâm Uyên của gia tộc đứng đầu Quân Vũ. 10. Linh Lung Lang Tâm. Linh Lung Lang Tâm đã kể về một cô gái hiện đại được tái sinh về thời cổ đại trong thân thế của một nàng công chúa hóa thân ẩn sống lặng lẽ, yên tĩnh, mang trong mình hai linh hồn, một là con người, hai là một con sói. Đó, một vương quốc với những điều bí ẩn về những con mãnh thú. Dù gì thì thiếu đi tình tiết lãng mạn yêu đương thì cực kỳ chán phèo đúng không nào? Cho nên thì sự xuất hiện của những vị hoàng tử người lạnh lùng, người khả ái, người bí ẩn đã khiến cho Linh Lung Lang Tâm trở nên thú vị và bí mật về linh hồn con sói trong người vị công chúa này thì cũng đã dần dần được tiết lộ thông qua sự hiểu biết của các vị hoàng tử, phim do Khang Ninh và Cốc Gia Thành đóng chính. Như vậy là vừa rồi Mọt Hoa Ngữ đã điểm lại top 10 bộ phim cổ trang xuyên không hay nhất trong năm 2021. Rất hy vọng rằng với những bộ phim này sẽ giúp cho các bạn giải tỏa những giây phút stress và căng thẳng nhất trong những giờ làm việc, học tập hay là vui chơi. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên rằng hãy ấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông ở bên cạnh để luôn ủng hộ Mọt Hoa Ngữ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.